Tổng hợp những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ, hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu bạn đang chần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn? Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ. Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng, mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến nực cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa. Cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường. Kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà, bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó. Và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất, bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa. Những ước mơ không chết, chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. Hãy cứ tiến về phía trước, không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu. Tài năng ư, có vô số kẻ tài năng và thất bại. Thiên tài ư, thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục, kiên trì và quyết đoán là đủ. Một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu. Bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi, quyết tâm và sự cố gắng. Ít nhất một lần trong đời, hãy thử làm một việc gì đó, thử cố gắng hết vì một thứ gì đó, thử thay đổi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm. Một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế. Rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất, vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng. Nhà giả kim và những trích dẫn hay nhất sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé! Bí mật của cuộc sống chính là ngã 7 lần và đứng dậy 8 lần. Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những thứ xảy ra một lần sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng những thứ xảy ra lần thứ hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Chỉ có một lý do khiến giấc mơ không thể trở thành sự thật, đó là nỗi sợ thất bại. Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. Nếu bạn chinh phục được chính mình, bạn có thể chinh phục được cả thế giới. Hãy tự nhủ với trái tim mình rằng nỗi sợ đau khổ còn tồi tệ hơn cả đau khổ,
nhưng không có trái tim nào lại đau khổ khi lên đường tìm kiếm ước mơ của nó. Những thứ vào miệng con người không độc hại xấu xa, xấu xa độc hại là những thứ từ miệng họ tuôn ra. Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó. Hãy tha thứ, nhưng đừng cố quên, nếu không bạn sẽ bị tổn thương một lần nữa. Tha thứ sẽ thay đổi thế giới quan, lãng quên sẽ mất đi bài học. Sẽ có một ngày bạn thức dậy và thấy chẳng còn chút thời gian nào để làm những gì mình muốn. Vậy nên, hãy làm nó ngay bây giờ. Không ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra, ngay cả trong giây phút tiếp theo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì chúng ta tin tưởng, bởi vì chúng ta có đức tin. Có những khoảnh khắc khi rắc rối bước vào cuộc sống và chúng ta không thể tránh né, nhưng chúng đến là có một lý do, chỉ khi vượt qua được chúng, ta mới hiểu tại sao mình lại có mặt ở đó. Đóng vài cánh cửa ngày hôm nay, không phải vì niềm tự hào, vì không có khả năng hay kiêu ngạo, mà đơn giản chỉ vì chúng không dẫn bạn đến nơi nào cả. Mỗi người dường như đều biết rất rõ ràng về cách người khác nên sống ra sao, nhưng lại không biết gì về chính con đường của mình. Bạn có hai sự lựa chọn, hoặc kiểm soát tâm trí của bản thân, hoặc để tâm trí kiểm soát chính mình. Top 12 nghịch lý cuộc sống, làm thay đổi cuộc đời bạn, các bạn hãy cùng mình xem nhé. Bạn càng cố gắng để người khác thích mình, thì họ sẽ càng ít thích bạn. Bạn càng ghét một tính cách nào đó ở người khác, thì bạn càng có nhiều khả năng đang ghét tính cách đó của chính mình. Thất bại càng nhiều, khả năng thành công càng lớn. Càng kết nối nhiều hơn, bạn càng cảm thấy cô đơn. Điều gì khiến bạn sợ hãi, bạn càng phải cân nhắc thực hiện nó. Bạn càng có mối quan hệ hạnh phúc khi bạn hạnh phúc với chính mình. Một người càng tin rằng họ đúng thì khả năng họ đã làm sai. Càng có nhiều lựa chọn, bạn càng không cảm thấy hài lòng mỗi khi đưa ra chọn lựa. Càng thành thật với những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân và người khác, càng cảm thấy bạn thật hoàn hảo. Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống. Bạn càng cố gắng giữ ai đó ở gần, bạn càng đẩy họ ra xa. Điều chắc chắn duy nhất là không có gì là chắc chắn. Việc hiểu rõ những nghịch lý cuộc sống sẽ đem đến cho bạn một cuộc sống thành công và sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Có những thứ không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân, tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Khi một ai đó làm sai, đừng quên những lần họ đã làm đúng. Xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Nó chỉ có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ hơn bản ngã của bạn. Trưởng thành là một quá trình đau đớn, thay đổi cũng vậy, nhưng không gì đau đớn hơn việc mắc kẹt ở một nơi bạn không thuộc về. Có một số việc có lẽ thật sự làm rồi, rất nhiều năm về sau sẽ hối hận, nhưng nếu vào lúc đó không làm, sẽ càng hối hận. Người ta thường bảo, thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng thật ra nó không trả lời gì cả, nó chỉ làm ta quên mất câu hỏi mà thôi. Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu, vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn. Thế giới này có thể cố gắng chôn vùi bạn, nhưng hãy nhớ, bạn là một hạt giống cơ mà. Đôi khi bạn cần phải im lặng và nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai, đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Chẳng ai chết đuối trong mồ hôi, mà chỉ chết chìm trong lười biếng. Có những thứ, không có lần sau, không có cơ hội để bắt đầu lại. Biết nhiều, biết ít, nhưng nhất định
phải biết điều. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, đừng ậm ừ thế nào cũng được. Có kế hoạch, mục tiêu rồi thì hành động đi, đừng chần chừ, đừng trì hoãn, đừng mãi ăn bánh vẽ hoài thế. Lâu dần chính bản thân bạn cũng thấy chán mình chứ đừng nói người khác. Nhất định phải có kỷ luật bản thân. Đã nói là làm, sai cũng làm, phải làm mới rút ra được kinh nghiệm. Còn cứ ngồi đó sợ hãi đủ đường thì đến cơ hội sai lầm cũng không đến phần bạn. Google gần như có thể giải đáp tất cả những gì bạn thắc mắc. Nó miễn phí mà, hãy tận dụng đi. Đừng suốt ngày up ảnh, up status sống ảo nữa. Nó không khiến chiếc bụng của bạn no được đâu. Tắt up ảnh ảo và đi kiếm tiền hoặc học những thứ bổ ích khác đi. Biết mình không thông minh thì lấy sự cần cù bù vào. Người ta đọc một tháng được một quyển sách, bạn phải đọc ít nhất 3 cuốn. Với mạng xã hội, ngừng theo dõi những thứ xàm xí đi. Ấn theo dõi ngay những người truyền cảm hứng, những người thành công, những người luôn mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực, giống như kênh của Lúa chẳng hạn. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, nghĩa là không biết bản thân muốn gì, nên làm gì. Phải luôn luôn đẩy bản thân vào guồng hoàn thiện bản thân. Khi gặp vấn đề phải tìm hướng giải quyết ngay, đừng ỉm nó đi, nếu không muốn những vấn đề đó là tiền đề cho sự thất bại. Đừng bao giờ phí thời gian lướt mạng xã hội một cách vô thức, hãy để dành nó để học ngoại ngữ, trau dồi thêm kỹ năng bản thân còn thiếu, còn yếu. Muốn hội nhập phải biết ngoại ngữ, muốn gì thì muốn, ngoài tiếng mẹ đẻ, nhất định phải học thêm ít nhất một vài ngoại ngữ. Lớn rồi, phải biết chọn bạn mà chơi. Nhìn cho rõ đâu là bạn, đâu là bè, đâu là người mình nên tin tưởng, đâu là kẻ chỉ để xã giao. Thị phi ở đời nhiều lắm, đừng để bản thân bị cuốn vào những chuyện tào lao, lãng phí thời gian. Phải là người vừa có tài, vừa có đức, biết nhiều, biết ít, nhưng nhất định phải biết điều. Tuyệt đối không lãng phí thời gian vào những người, những việc không đáng, ví dụ như đau khổ, dằn vặt bản thân khi chia tay, bị từ chối. Hoặc khi làm một việc gì đó thất bại, tuyệt đối không. Thời gian đau khổ, dằn vặt đó hãy dành dụm để làm, để đối tốt với bản thân, với những người xứng đáng thì hơn. Và điều cuối cùng, hãy bung hết sức mình mà làm thật quyết liệt, không thành công thì cũng thành nhân. Nhớ nhé! Những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên đọc qua một lần nhé! Cuộc sống không phải là phim ảnh, không có nhiều đến thế, những lần không hẹn mà gặp. Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, vừa làm khó người khác, vừa lỡ dỡ mình, hà tất phải như thế chứ. Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế. Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết, hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. Tình yêu, tình bạn không phải là không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Người quan tâm đến tôi sẽ quan tâm lại gấp bội. Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục? Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa, đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Người ta nghĩ sao về bạn không có liên quan gì đến bạn, bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân, tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác? Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ. Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn. Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là bạn không hiểu chính mình.
Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành dù chỉ một phút cho những người hoặc những việc khiến bạn buồn. Người cô đơn luôn có cô đơn bên cạnh để hẹn hò. Hẹn hò với cô đơn. Sài Gòn không lớn, cũng không hề nhỏ, nhưng đủ làm những người cô đơn lạnh lẽo khi chiều về. Đôi lúc ta tự quyển quặt mình tấp nập trong cái Sài Gòn bận bịu này, nhưng khi dừng lại thì chẳng muốn lắm một vòng tay chiều nhau qua những xô bồ của phố xá. Cô đơn đôi lúc không cảm nhận được đâu, chỉ có thể nó đã trở thành một thói quen và cũng chính là người bạn cho những ai chưa tìm được người thay thế cô đơn cho riêng mình. Người cô đơn hãy thử một lần lướt xe trên phố Sài Gòn để biết thế nào là buồn chui lẫn lộn. Ta sẽ gần buồn man mác trong cái vui của một thành phố rộn ràng, nhưng khẽ thôi. Người cô đơn cần gì? Ai cô đơn mà không từng mơ ước một bờ vai để tựa vào, hay một người để ta chở che? Ai cô đơn mà không muốn một lần hẹn hò? Cô đơn làm người ta muốn hẹn hò lắm chứ. Nhưng có ai cô đơn mà họ nói ra đâu, chỉ tự cam chịu bằng vỏ bọc bận rộn của mình, cố đào xới mong tìm thấy thứ gì để chiếu vào cho khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Như thế cô đơn lại càng cô đơn đến lạ. Cô đơn là sống thật với chính mình. Khi cô đơn ta mới hiểu mình cần gì và cần ai nhất. Cũng như khi cô đơn ta mới hiểu mình là ai sau những phút trầm ngâm đó. Một cuộc vui chơi bao nhiêu lần tụ tập cùng bè bạn không đủ cho người ta hiểu mình. Như một bản nhạc, một tách cà phê, một mình cùng với cô đơn, ta sẽ hiểu ta là ai. Khi cô đơn ta nhiều khi muốn khóc thật to, nhưng khóc rồi thì ai bên ta để lau nước mắt. Nên thôi, cứ để cô đơn ở đó bên ta, khóc rồi cô đơn cũng đâu bỏ ta đi. Cô đơn cũng tuyệt vời lắm chứ. Khi người ta cô đơn, đôi lúc lại làm được những thứ mà người ta chưa từng làm hay chưa từng làm được bao giờ. Ta lần đầu đi dạo một mình, lần đầu đi ăn, xem phim và làm nhiều thứ chỉ một mình, mới hiểu rõ nó tuyệt như thế nào. Cũng như khi cô đơn, ta mới tạo được cho mình một cái bên ngoài sắt đá để che lấp đi bên trong đầy tổn thương và buồn khổ. Khi cô đơn, ta lại nhìn thành phố màu mè này khác lắm. Dòng người không còn tấp nập, phố xa chậm đến lạ thường. Mọi người được sống với chính con người thật của mình, chứ những ước mơ và nỗi buồn, niềm vui, ta chợt bâng quâng, chợt lo toan, chợt hạnh phúc, chợt hoài niệm về quá khứ, hay vẽ ra tương lai của mình và cùng với những chô vàng cảm xúc dâng lên. Tất cả như một bức tranh nghệ thuật mà không người họa sĩ nào vẽ được, nên cô đơn đôi lúc cũng đẹp như một đóa hoa. Hãy yêu cô đơn, vì người cô đơn ít ra cũng chẳng hề cô độc. Người cô đơn luôn có cô đơn bên cạnh để hẹn hò. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhận ra những gì mình biết thuở nhỏ chỉ mới là chơi lơ cuộc đời mà thôi. Những cuộc vui, những buổi tiệc tùng không còn là thứ khiến bạn hào hứng tột độ như hồi trước nữa. Giấc ngủ trở thành một thứ vô cùng quý giá, hạnh phúc, đôi khi chỉ là được ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Bạn bè không cần nhiều, chỉ cần vài người nhưng hiểu nhau và luôn có mặt những khi mình cần là đủ. Khi trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những vất vả của bố mẹ và tất nhiên là yêu thương gia đình mình hơn. Nhiều đam mê, sở thích đã vô tình rơi rớt đâu đó trên hành trình trưởng thành, nhưng không phải mình không còn thích nó nữa, mà là vì không dành đủ thời gian cho những sở thích, đam mê đó. Hồi trước thì nói không với cưới xin, bây giờ mở mắt dậy là muốn lập gia đình, thấy ai đẻ cũng sốt hết cả ruột. Bạn có thể rơi xuống tận đáy, nhưng đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn sắp đi lên. Nếu chịu khó chăm sóc cho sức khỏe bản thân, bạn sẽ thấy tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Chín nỗi sợ hãi bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn cùng xem nhé. Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn. Sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác. Hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí, chứ không phải cái tuổi.
Sợ thất bại, hầu hết mọi người đều từng thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác, bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó. Sợ khác biệt, muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử một lần ngu ngốc, làm theo điều bạn muốn. Sống với quá khứ, cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối. Hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất. Tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới. Sợ mất tự do, không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn, nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết, sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống, hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì, để rồi chết. Trong cuộc sống, ai cũng từng phải trải qua một nỗi sợ hãi nào đó. Thay vì chạy trốn, hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua nó. Tình yêu và những câu nói hay nhất phần 1, các bạn cùng xem và cảm nhận nhé. Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau. Mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình. Người thích đẹp trai, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê tiền bạc, cũng có người chỉ cần người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Tình yêu đẹp, nhưng tuyệt nhiên đừng cố chấp. Trong một mối quan hệ nếu nửa kia quá vô tâm, quá lạnh nhạt, quá ơ thờ thì cứ dứt khoát ra đi, hoặc không sớm thì muộn, đủ thất vọng và vô vọng cũng sẽ là một kết thúc buồn. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng chỉ có một chỗ thật ấm áp dành cho mình. Nếu bạn thật sự quan trọng với một người, thì người đó sẽ luôn có thời gian dành cho bạn, không lý do, không dối trá và không thất hứa. Một khi bạn bắt đầu có cảm giác với một ai đó, thì có nghĩa là bạn đã cho người ta một chìa khóa vạn năng trong tim bạn. Đau, khóc hay cười đều do người ta quản lý rồi. Có những chuyện như học hành, làm việc, thi đấu cứ cố gắng không sớm thì muộn sẽ được. Tuy nhiên tình yêu thì nhất định không, cố gắng chỉ làm mọi thứ tệ hơn nếu không thực sự dành cho nhau. Người ta vẫn thường nói, thà rằng độc thân và không vướng bận bởi bất kỳ mối quan hệ nào, hình bóng nào, còn hơn mang tiếng yêu, nhưng lại chỉ có bản thân mình mang tình cảm. Nếu ai đó hỏi bạn vì sao lại yêu người đó, trả lời được thì có lẽ chỉ là cảm nắng bâng quơ, nhưng không trả lời được, có lẽ đã yêu sâu đậm mất rồi. Nếu đang loay hoay trong một mối quan hệ rằng mình có thực sự quan trọng với ai đó không, thì chỉ cần im lặng, người cần ta chắc chắn sẽ tìm ta, dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu. Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó. Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra, còn nếu không, hãy can đảm nhìn người đó, yêu một người khác. Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người, cũng đừng vì yêu sai một người mà chịu cả đời cô đơn. Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo. Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi. Duy nhất tình yêu là thứ cần phải rõ ràng, yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Đừng ngụy tạo sự rời đi bằng những lời nói né tránh, nó không những là sát muối, là kéo dài sự đau khổ, mà còn là sự thương hại. Khi đã hết yêu, khi một trong hai đã mất dần cảm xúc, thì dừng lại thôi, không phải do một người hết yêu
mà là bên nhau chỉ gây thêm đau khổ, thì hà cớ phải cưỡng cầu. Thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu, người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi. Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp. Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép, vì tôi sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng. Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó, là con người, ai mà không có quá khứ. Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người cũng đừng cố yêu người đó, là con người, chả ai hoàn hảo. Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại, nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Khi yêu, sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu, nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình. Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó, và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại, thì hãy để họ ra đi, vì nếu tình yêu đó là chân thật, thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn. Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười. Một mình, không ổn đâu, thực sự là không ổn đâu. Các bạn cùng nghe những chia sẻ từ Hamlet chương nhé. Mọi người vẫn thường bảo tôi rằng cô đơn là một đặc ân. Có lẽ cái đặc ân duy nhất mà cô đơn mang lại là không phải đau khổ vì tình yêu, vì làm gì có ai để chia tay. Một mình thích thật đó, làm gì cũng tự do thoải mái, không ai ràng buộc mình. Thích cái gì làm cái đó, thích đi đâu thì đi, rồi bất chợt khựng lại giữa dòng người qua lại trên phố khi nhận ra rằng mình đang cô đơn giữa đám đông. Liệu có bao giờ bạn nằm nghĩ một ngày của bạn ra sao chưa? Tôi thì có rồi đó. Sáng tôi cố ngủ tới tận trưa khi không phải học buổi sáng. Không phải tôi ngủ nướng, chỉ là tôi sợ một ngày dài trôi qua lạc lẽo và làm cho tôi có suy nghĩ lung tung rồi đâm ra tự kỷ. Tôi thích đi cà phê, ngồi một quán và bên cạnh đó tách cappuccino, nhiều cà phê đơn giản vì không ai đi cùng. Một mình không ổn đâu, sẽ không ai nhắc nhở khi bỏ bữa hay thức khuya, không ai quan tâm chăm sóc mỗi khi bị ốm, không ai gọi dậy vào buổi sáng, không ai chúc ngủ ngon mỗi đêm. Những khi buồn chỉ có một mình và một mình, ôm hết nỗi buồn, để rồi khi ai hỏi thì miệng cười rồi phớt lờ đi. Thèm lắm cái cảm giác mỗi tối có người cùng đi dạo, dù có đi khắp cả thành phố, có lẽ tôi cũng không mệt, chỉ đi bên cạnh là cả thế giới của tôi. Một mình không ổn đâu, thật sự là không ổn. Ra đường vào mỗi tối, ghé vào một quán nào đó ăn dội bát phở, hay đại loại là ăn qua loa cái bánh cho xong bữa tối rồi về nhà. Vì vốn dĩ sống với cô đơn triết thành ra sợ đám đông, sợ những nơi công cộng. Bạn bè thì đông, nhưng có mấy ai thấy được nụ cười trên gương mặt của mình mang niềm vui thật hay chỉ là niềm giả tạo. Cũng lâu rồi không yêu thương ai, cũng lâu rồi không ai yêu thương mình. Cô đơn không phải là một đặc ân, cô đơn là một sự trống vắng rất lớn trong lòng. Người trẻ bây giờ, lạ nhỉ, chẳng mấy ai vui vẻ cả. Chúng ta của sau này, có người xuất hiện trong đời là để dạy ta cách lớn lên, và bỏ lỡ chính là cái giá của sự trưởng thành. Phải cho đến mãi về sau này, tôi mới nhận ra mình thật sự đã buồn nhiều đến vậy. Ai trong đời cũng có những câu chuyện mà họ chỉ kể riêng với mình, những câu chuyện không đầu, không cuối, vì chưa có bắt đầu nên lúc ngừng lại cũng khó có thể gọi là kết thúc. Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ ta. Chúng ta giữa xã hội này thật ra chả là cái gì cả. Đừng đề cao chính mình, hãy cứ tự mình yêu thương chính mình là được rồi. Còn với người khác thì tùy cơ ứng biến thôi. Trẻ con chưa chắc đều ấu trĩ, ngây thơ, người lớn chưa chắc đều hiểu chuyện, biết điều. Ai cũng kỳ lắm, chắc gì họ đã quý bạn như những lời tốt đẹp xuất phát từ miệng họ. Bạn cũng kỳ lắm, tin bán sống bán chết, đỗ vỡ ra thì chửi như gì, tình cảm mà,
đâu ai van xin ai cho đi. Cứ ngỡ đã quên thật rồi, hóa ra là bản thân cố tình giả vờ mà thôi. Đột nhiên ký ức hiện về, làm con người ta đau thấu cả tâm can. Có một số việc không phải là không để tâm, chỉ là để tâm thì làm được gì. Đời người không có giá như, chỉ có hậu quả và kết quả. Lạ nhỉ, người trẻ bây giờ chẳng mấy ai vui vẻ cả. Chín sự thật về quản lý thời gian, ai cũng biết, nhưng mãi không thể làm. Các bạn cùng mình xem nhé. Con người vốn không có quá nhiều thời gian đều do gom góp mà có. Quan trọng là những người hay những việc đó có đáng để bạn lãng phí thời gian hay không. Bạn luôn có thể nhìn thấy quãng thời gian người khác chơi đùa vui vẻ, nhưng rất khó có thể nhìn thấy những ngày tháng mà người khác quyết tâm cố gắng. Những người luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân và nghiêm túc với chuyện thời gian, thường tài giỏi hơn người khác. Một ngày chỉ tính từ buổi sáng, vậy nên hãy cải báo thức sớm hơn 1 giờ, một ngày của bạn sẽ dài hơn người khác 1 giờ. Đối với mỗi người, thời gian đều công bằng, thời gian ngắn không nhìn ra, lâu dài chắc chắn có thể thấu hiểu. Không có thời gian, chỉ dành cho những người hay sự việc bản thân muốn, nhưng muốn chưa đủ. Đối với những thứ thực sự cần, người ta luôn có thời gian. Những gì bạn có thời gian làm, thường là những việc vừa dễ vừa vui, ai cũng muốn tranh nhau làm. Thời gian ái phú, phụ bần, có thể những người thành công, biết nỗ lực càng thêm thành công, và những người lười nhác, thất bại càng thêm thất bại. Thời gian nhìn có vẻ ngoan ngoãn, mặc bạn lấy nó ra làm cớ, nhưng rất có thể bạn vừa xoay người đi, nó đã vừa mỉm cười vừa đâm cho bạn một dao ngay được. Thời gian rất vô tình, thời gian không đợi ai bao giờ, phải biết cách sử dụng thời gian đúng đắn, bạn mới có thể thu về thành quả cho mình, hiểu về những bí mật của thời gian mới có thể khống chế nó trong tay mình bạn nhé. Những câu nói truyền cảm hứng, làm thay đổi cuộc đời bạn, các bạn cùng nghe và suy ngẫm nhé. Cuộc sống có hai nguyên tắc. 1. Không bao giờ từ bỏ. 2. Luôn luôn nhớ nguyên tắc 1. Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện, nhưng lại không làm. Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn. Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó. Một số bài học rất đau đớn, một số thì không, nhưng tất cả đều vô giá. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi, những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực. Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả. Tôi biết ơn những người đã nói không với tôi, bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó. Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm, đừng dừng lại. Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng. Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành. Yêu những gì bạn có, cần những gì bạn muốn, chấp nhận những gì bạn nhận được, cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng, những gì cho đi đều có thể nhận lại. Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó? Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình. Có 3 thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận. Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn, bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc. Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.
để tìm được công việc tốt, đừng mãi theo đuổi đam mê. Các bạn cùng mình xem nhé. Đam mê là một khái niệm vô chừng, và theo đuổi nó khi trong tay không có bất kỳ vũ khí gì là một quyết định ngu ngốc. Đam mê chỉ là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Đam mê càng không phải là thứ để tùy tiện đem ra làm bình phong cho sự không cố gắng hay những thiếu sót của bản thân. Đam mê không giống như khi yêu một người, đôi khi thứ bạn gắn bó về lâu về dài lại không phải thứ khiến bạn ngày nhớ đêm mong, mà là thứ phù hợp nhất và giúp bạn hoàn thiện bản thân. Tài năng, kỹ năng, khả năng, tất cả những gì mà bạn đang có không hề dư thừa. Nó là món quà mà ông trời ban tặng cho bạn vì một mục đích gì đó mà bạn là người có nhiệm vụ phải tìm ra. Chỉ khi nào bạn chấp nhận được mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhảy khỏi giường vào mỗi sáng và chiến đấu đến cùng vì một thứ gì đó, thì hãy gọi nó là đam mê. Sự thật rằng trong cuộc đời của chúng ta, phần trăm những người không biết thứ mình khao khát luôn cao hơn so với những người hiểu rõ sứ mệnh của bản thân. Đam mê sẽ không phải là một vị thần kéo đến và sừng sững ngồi yên một chỗ chờ bạn tới tắm, chăm bón, phát huy, mà bạn phải sống, phải làm việc, phải thử cái này, phải cố cái kia, phải thất bại thật nhiều thì mới dần tìm ra được. Những câu nói chạm đến tự ái của bạn, tuy phũ nhưng thật, các bạn cùng xem nhé. Đừng chỉ nghĩ theo chiều hướng an ủi mình. Khi bạn bè thành công, còn bạn chẳng có gì, bạn nghĩ họ có người chống lưng, có chồng đại gia, có nền tảng gia đình vững chắc. Thật ra, không phải bạn nghi ngờ tài năng của họ, bạn chỉ đang viện lý do để an ủi con tim tan vỡ của mình. Muốn thay đổi thế giới, trước hết bạn cần thay đổi chính mình. Ai cũng muốn thay đổi cả thế giới, những thói hư tật xấu của mình còn không sửa được thì làm được việc gì. Nỗ lực sẽ vất vả, có khi còn khiến bạn thất vọng, không nỗ lực thì nhẹ nhàng thoải mái hơn. Còn gì tuyệt vời hơn ngày ngày nằm xem TV, lướt TikTok, ăn bánh uống nước, nhưng khi người khác trở nên giàu có, nổi tiếng thì bạn đừng sốt ruột đấy nhé. Cách tốt nhất để giải quyết mọi phiền não là không đòi hỏi quá nhiều. Thay vì bực bội khi người khác không giúp đỡ, sao bạn không cố gắng giành lấy bằng chính sức mình? Lý do gì họ phải giúp đỡ bạn? Bạn không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Tầm nhìn quyết định hoài bão, nhận thức quyết định bạn có thể đi được bao xa. Khởi điểm càng thấp càng phải nỗ lực. Nếu xuất phát điểm của bạn không bằng người khác, cách duy nhất để bạn vượt qua họ là nỗ lực gấp 100.000 lần họ. Lương càng thấp, khả năng chi phối cuộc sống càng thấp. Khách quan mà nói, năng lực của bạn như thế nào, thế giới trong tay bạn sẽ như thế ấy. Bạn thấy mức lương của mình quá thấp bởi bạn đang đứng ở góc độ bản thân mình. Nếu một ngày bạn lên làm ông chủ, nhớ lại ngày đó, bạn sẽ biết ơn ông chủ đã quá ưu ái bạn. Lương càng cao, càng ít thời gian dành. Người khác nhiều tiền, phong thái đĩnh đạc khiến bạn cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng bạn có biết khi bạn nằm mườn ra giường buôn chuyện thì họ đang làm việc bên ngoài. Tìm thêm ưu điểm, quên đi khuyết điểm của người khác. Học hỏi điểm mạnh của người khác sẽ giúp bạn tiến bộ từng ngày. Còn chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác, bạn sẽ trở thành một kẻ hẹp hòi. Đừng coi thường năng lực của những kẻ nịnh bợ, đó cũng là một loại năng lực. Nếu bạn lên làm lãnh đạo, bạn có thích nghe người khác nịnh bợ mình không? Điều bạn ghét chính là người khác có thể khiến sếp vui lòng, giúp bầu không khí vui vẻ, trong khi bạn không thể làm được điều đó. Một ngày bạn sống thế nào, cả đời bạn sẽ như vậy. Ngày mai, mình sẽ bắt đầu đọc sách, bắt đầu học, bắt đầu dậy sớm đi làm. Những việc lên kế hoạch cho ngày mai, cả đời này khó mà thực hiện được, chi bằng bây giờ bắt tay và làm ngay. Lãnh đạo thích những người mang lại hiệu quả công việc. Điều này cũng giống như giáo viên ở trường thích học sinh giỏi vậy. Ai cũng thích những người ưu tú, không ai thích kẻ đi bằng đầu gối cả. Đừng nghĩ thế giới này không công bằng. Khi bạn giỏi giang, bạn sẽ thấy cuộc đời này hết sức công bằng. Nơi làm việc nào chả có đấu đá, bạn không chấp nhận được thì về nhà mà nằm. Đâu đâu cũng có cạm bẫy, những trò đấu đá lẫn nhau, có cố gắng cũng chẳng cách nào thay đổi đi được. Những câu nói hay của Biu Biu, hãy cùng nghe và cảm nhận nhé. Sư tử ấy là chúa sơn lâm, nhưng chưa có giạp xiếc nào tôi thấy sói ở diễn cả. Khi mà nằm trên giường bệnh thì mới nhận ra rằng là kiếm bao nhiêu tiền vô nghĩa. Nếu như mình không biết mình đam mê cái gì ấy, thì mình chẳng khác gì một con robot. Mình không có một gia đình để về thì mình cũng lại chẳng khác một con robot sản xuất ở trong xưởng ra, hết giờ trong kho, mai cắm điện vào lại làm.
mà không còn sức khỏe thì cũng như con robot, đổ xăng thì chạy, hết liên hạn thì tháo. Tôi đã đến một quán cà phê nào mà tôi cảm thấy ổn. Sau đấy tôi chỉ đến quán cà phê đấy thôi. Tôi đã ăn ở đâu đấy mà tôi cảm thấy ổn. Sau đấy tôi chỉ ăn ở đấy thôi. Tôi đã đến một cái góc nào đấy mà tôi cảm thấy quen thuộc rồi ấy, thì sau này tôi chỉ đến cái góc đấy thôi. Đôi khi là một mình. Một là một gia đình để quay về. Hai là một sức khỏe để sinh sống. Ba là một công việc để bận tâm. Bốn là một đam mê để theo đuổi. Năm là một con người để yêu thương. Nếu như mà tôi phải chọn, tôi có thể trả lời luôn. Đầu tiên đấy là một gia đình để quay về. Thứ hai là một sức khỏe để sinh sống. Và cuối cùng đấy chính là một đam mê để theo đuổi. Tôi thất bại rất nhiều, kể cả trong tình cảm có, công việc có, cuộc sống có. Thế nên ông đừng cảm thấy buồn những chuyện đã qua của ông. Nhạc nào mình cũng nhảy. Còn một câu nữa. Câu nào? Sân nào mình diễn. Nhưng mà tôi không làm được điều đấy. Tôi mới chỉ làm được nhạc nào. Bạn tôi đã có những người nhạc nào cũng nhảy mà còn sân nào cũng diễn. Khi kết hợp lại, họ là những con người xuất chúng. Mỗi một con sói đều có một con đường đi rất là riêng. Nó có thể cùng nhau làm cái điều gì đấy, nhưng mà đứng lơn lẻ ra thì nó cũng rất kinh khủng. Khi cuộc đời tặng cho bạn quá nhiều nỗi đau. Nhưng qua câu chuyện của em đó, anh mới nhớ anh có một câu chuyện anh chứng kiến luôn, anh sẽ kể cho em nghe. Anh đến một cái làng nọ, anh làm chương trình thì có một cái anh đó bị liệt. Anh nuôi hai đứa con bị liệt, nuôi một ông anh bị liệt và một người ba bị liệt. Mà anh phải nuôi 4-5 người như thế. Anh sửa điện, sửa quạt, anh bằng hai cái tay thế này. Thì anh vào nhà, thì anh mới nói chuyện với gia đình. Thì ông anh nó nói rằng nó bị khùng rồi, nó cười hoài à. Nó không có khổ đâu Linh ơi. Dạ. Nó vô tâm nó cũng cười hoài. Tôi hỏi nó cái gì nó không có buồn. Xong anh quay qua anh hỏi hàng xóm, anh nói đó nó cười hoài, nó cười giống như bị điên vậy đó. Linh mới thấy ngạc nhiên, một cái người mà nuôi tới 4 người bị liệt như thế mà lúc nào cũng nở nụ cười rất là tươi. Linh cũng không tin. Và Linh mới nói anh sao anh cười hoài vậy, anh có đau không, có buồn không? Ông cũng cười. Ông nói không, tôi vui lắm. Sau một hồi chất vấn và anh nói tôi không tin là anh cứ cười hoài như vậy, anh mới kéo Linh vào phòng. Anh đóng vòng lại, anh lấy mấy cái mền rách rồi áo dùng nhét mấy cái lỗ lại hết. Và anh khóc. Anh khóc chứ chưa bao giờ được khóc. Mình mới rất ngạc nhiên, anh nói tôi khóc thường xuyên như thế này là Linh. Bởi vì nếu tôi khóc ngoài kia đó, anh tôi sẽ là người tự tử chết trước. Ba tôi sẽ là đau buồn, sẽ chết theo. Và hai đứa con tôi sẽ cảm giác cuộc sống này nó đen tối quá. Và cũng tự kỷ như là như thế. Chính vì thế tôi phải cười, cười trước mặt mọi người. Chứ tôi không có khùng đâu. Hai mươi câu thiền ngữ thức tỉnh tâm hồn bạn, các bạn cùng xem nhé. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đã tạo ra nghịch cảnh cho bạn. Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm. Khi đang vui, bạn nên nghĩ rằng niềm vui này không vĩnh hằng. Khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài. Bạn hãy quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Thật sự không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Chẳng lẽ khi bị chó điên cắn một phát, bạn phải chạy đến cắn con chó đó một phát? Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ chính vì bạn hiểu nó quá ít. Bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện
nó vốn không đẹp như trong trí tưởng tượng của mình. Hao tổn tâm lực để chú ý người khác sao bằng dành chút tâm lực phản tỉnh bản thân. Muốn không hối hận về sau thì đừng khư khư về cách nghĩ của mình. Đừng lãng phí mạng sống mình tại những nơi mà nhất định bạn sẽ ân hận. Thời gian sẽ trôi qua, hãy để dòng thời gian cuốn trôi phiền não của bạn đi. Người không biết thương bản thân thì không thể thương người khác. Người nào trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Khi sống thành thật với chính mình, không ai trên đời sẽ lừa dối bạn được. Muốn hiểu một người có thật lòng không, chỉ cần xem điểm xuất phát và mục đích của họ có giống nhau không. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng. Đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất tình bạn chí thân. Đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 12 sự thật về nỗi buồn mà ít ai đủ dũng cảm để thừa nhận. Các bạn cùng mình xem nhé. Âm nhạc không đơn thuần là để giải trí. 81% người trong số chúng ta tìm đến âm nhạc để thoát khỏi muộn phiền. Công thức để sống một cuộc đời vui vẻ kỳ thực rất đơn giản. Đừng yêu nếu không đủ tin tưởng. Đừng ghen tị nếu không thể có được. Đừng nói nếu không có gì chứng minh. Đừng phán xét nếu không hiểu rõ. Khi bị tổn thương đến mức không thể thốt nên lời thì nước mắt chính là cách thể hiện nỗi đau. Khi một người cười quá nhiều, ngay cả với những điều ngốc nghếch nhất, thì thực ra người đấy đang chất chứa quá nhiều nỗi buồn trong tim. Khi một người ngủ quá nhiều, lý do chỉ có thể là vì người đấy vô cùng cô đơn. Nỗi đau khi bị một người rất quan trọng với mình từ chối cũng giống như việc bị nỗi đau thể xác hành hạ. Che giấu phobia, nỗi sợ hạnh phúc. Một số người rất sợ hạnh phúc bởi họ luôn nghĩ rằng rồi những điều bi thảm nhất sẽ sớm xảy ra. Người tồi tệ nhất trên đời là người luôn phàn nàn về bất kỳ thứ gì, bất kỳ ai, ngay cả khi họ không hề hiểu rõ. Đứng trước một sai lầm, luôn có hai sự lựa chọn. Một là sẵn sàng ngụy biện đến cùng, hai là tiếp thu và sửa chữa nó. Một tổn thương nhỏ không khiến cho cuộc đời bạn sụp đổ, mà điều đó có nghĩa là bạn sẽ học được cách để không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Nghe một bản nhạc buồn chính là cách giúp chúng ta yêu đời trở lại nhanh hơn. Người luôn mang lại niềm vui cho những người khác, đôi khi lại chính là người cô đơn nhất. Dưới đây là 11 sự thật phũ phàng vẫn luôn tồn tại, hãy chấp nhận nó đi nhé. Cuộc sống vốn không có cái gọi là mục đích, tự bạn sẽ phải tìm ra nó. Vấn đề của bạn là của bạn, chẳng ai buồn quan tâm đâu. Càng ngày, cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên nhàm chán. Sẽ luôn có những người thông minh hơn, trẻ trung hơn và hấp dẫn hơn bạn. Có đôi khi, những người thân thiết nhất lại là người khiến chúng ta tổn thương nhiều nhất. Người ta lợi dụng bạn vì bạn không biết tôn trọng chính mình. Sức khỏe của bạn sẽ xấu đi. Khi về già, cô đơn là cảnh bạn không thể tránh khỏi, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho điều ấy. Người bạn yêu có thể ngừng yêu bạn bất kỳ lúc nào. Trong một mối quan hệ, điều thường xảy ra chính là một người chỉ biết yêu và một người chỉ quen với việc được yêu. Cố gắng sửa chữa, gượng ép một mối quan hệ là chuyện cực kỳ vô nghĩa. Dưới đây là 10 điều lãng phí nhất cuộc đời, mọi người nên cân nhắc nhé. 1. Sức khỏe. Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ.
Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hóa nhanh, khi về già, cố níu kéo sức khỏe thì đã muộn. 2. Không đọc sách, sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét hư động. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí nửa cuộc đời cho những ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì. 3. Thời gian. Mỗi thời khắc vàng ngọc qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là không, hãy xem lại quỹ thời gian của mình bạn nhé. 4. Tiền bạc. Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn. 5. Tuổi trẻ là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. Trẻ ăn chơi, già hối hận là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ. 6. Cơ hội. Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu bạn thờ ơ để vận may vượt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước. 7. Nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên tuổi thọ của nhan sắc có hạn, thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ. 8. Sống độc thân. Giới trẻ ngày nay theo trào lưu chủ nghĩa độc thân. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng hoặc vợ con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy. 9. Không đi du lịch. Một vị nhân đã từng nói, khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé. 10. Không học tập. Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ dàng thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy. Cuộc sống khó khăn thật, nhưng nếu hiểu trọn vẹn 10 chân lý này, không gì là không thể vượt qua. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn chấp nhận điều tồi tệ nhất. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. Trong một số trường hợp, nếu không yêu cầu, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được. Cẩn thận với những suy nghĩ của bạn khi ở một mình và cẩn thận với ngôn từ của bạn khi ở chốn đông người. Niềm tin cũng giống như sóng Wi-Fi, bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có sức mạnh để kết nối bạn với những gì bạn cần. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Tình yêu, tình bạn không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. Đôi khi có ngu ngốc một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời, nhưng hai lần phạm một lỗi lại là chuyện khác. Muốn yêu thương người khác, bên trong bạn phải thật sự ổn trước đã. Nếu bạn xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với bạn. Còn nếu bạn xuất sắc hơn rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ bạn. Đây chính là điểm khác biệt. 10 bài học cuộc sống cần ghi nhớ mà không trường học nào dạy bạn. Các bạn cùng xem nhé. Quan niệm giữa người với người không giống nhau, cách sống đương nhiên cũng khác. Kết cục tất yếu không thể tương đồng, nên đừng so sánh tôi với bạn. Cuộc sống không ai cho ai thứ gì, mà cũng không ai yêu ai mãi mãi, cũng không ai mãi nhìn về một phía mãi, đến một lúc nào đó, cũng quay lưng bỏ đi. Trên đời này, chẳng có ai kiên nhẫn với bạn, ngoại trừ gia đình, thế nên đừng đặt bất kỳ kỳ vọng về ai quá nhiều cả. Đau đấy. Không phải cho đi chân thành, thì sẽ nhận lại chân thành. Đối với loại người mình ghét, càng không nên đưa co, vì như vậy mình sẽ biến thành loại người mình ghét. Đừng quá thẳng thắn hay thật lòng vào một thứ gì đó không trong phạm vi của mình. Mặc dù đó chỉ là một lời nói buột miệng nhưng cũng có thể hại bạn. Nói ít hơn và nghĩ nhiều hơn, đừng cứng đầu.
mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên biết trân trọng nó, không thì ở trong mắt đối phương không phải bạn đang trân trọng tình cảm, mà bạn tự coi rẻ chính mình. Đừng vì một chút quan tâm mà quá ảo tưởng, cái giá phải trả thực sự rất đắt. Hãy yêu bản thân, vì chỉ khi bạn biết yêu bản thân, bạn mới có thể yêu người khác. Bạn có thể lách được tất cả các luật, nhưng chắc chắn không lách được luật nhân quả. Nếu muốn biết cuộc sống của các phi tần thời xưa như thế nào, hãy đi làm. Mỗi ngày qua đi sẽ là một ngày không ngừng tranh sủng. Mình không đụng đến người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không đụng đến mình. Phải thật sự có năng lực chính là vũ khí tối thượng nhất để tồn tại. 7 sự thật khắc nghiệt của cuộc sống mà chúng ta đừng cố tự lừa mình. Chẳng ai bận đến nỗi không thể trả lời bạn cả. Con người sẽ luôn tìm được cách xoay sở để có thời gian dành cho những người họ quan tâm, những việc họ muốn làm. Mọi người đều đặt lợi ích của mình lên trên hết. Phần lớn mọi người thường cố gắng kiếm trác từ bạn càng nhiều càng tốt. Vậy nên, hãy thử thiết lập giới hạn cho riêng mình. Những người mạnh mẽ không sợ phải nói không, lúc cần thiết. Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Giám khảo cuộc đời duy nhất bạn cần và nên làm hài lòng chỉ có chính bản thân bạn mà thôi. Thế giới không nợ bạn điều gì. Thay vì ngồi buồn bã cả đời với suy nghĩ đáng ra mình nên được nhiều hơn thế, hãy tự đứng lên và giành lấy những gì bạn muốn để chứng minh cho thế giới thấy. Bạn toàn tự lấy cớ cho mình. Thôi tìm kiếm cớ cho việc sống không ra hồn của mình đi. Người thành công sẽ chẳng bao giờ chùn bước. Hành động của bạn định nghĩa con người bạn, chứ không phải suy nghĩ của bạn. Biết suy nghĩ, lên kế hoạch trước là việc tốt, thế nhưng mọi thứ sẽ là vô ích nếu kế hoạch đó không đi kèm với hành động thực tế. Không ai có thể cứu rỗi cuộc đời bạn, trừ bạn. Phép màu không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc và những vấn đề chẳng thể giải quyết chỉ bằng một cây đũa thần. Chúng đều là những sự thật khắc nghiệt mà chúng ta thường tìm cách chối bỏ, nhưng đã đến lúc dũng cảm đối mặt với chúng rồi. 9 nỗi sợ hãi, bạn cần phải thay đổi ngay nếu không muốn tự hại mình. Các bạn cùng xem nhé! Sợ sự chỉ trích của mọi người, bạn nên làm theo những gì bạn cho là đúng, thực hiện ước mơ của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của bạn là đúng. Sợ nghèo đói và thiếu thốn. Sợ nghèo, sợ thiếu thốn chính là một trong những yếu tố khiến bạn không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Sợ tuổi tác. Hãy nhớ rằng con người ta hơn nhau ở cái trí, chứ không phải cái tuổi. Sợ thất bại. Hầu hết, mọi người đều từng thất bại trước khi có được thành công. Vậy nên, hãy mạnh dạn làm những điều bạn cho là đúng. Sợ làm mất lòng người khác. Bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó, hãy hài lòng về những điều mình làm và đừng để quan điểm người khác làm mất niềm vui đó. Sợ khác biệt, muốn khẳng định bản thân, nhiều khi bạn sẽ phải đi theo hướng khác biệt với mọi người. Điều quan trọng là bạn phải tin vào linh cảm và khả năng của bản thân. Hãy thử một lần ngu ngốc, làm theo điều bạn muốn. Sống với quá khứ, cuộc sống hiện tại đừng để quá khứ chi phối. Hãy để mọi thứ đi qua theo cái cách bình thường nhất. Tương lai mới là thứ chúng ta cần phải hướng tới. Sợ mất tự do, không ai có quyền lấy đi sự tự do của bạn. Nhưng bạn cũng không thể làm mọi cách để đổi lấy sự tự do. Đôi khi, những thứ nằm trong khuôn khổ sẽ giúp bạn sống khoa học và hiệu quả hơn. Sợ chết, sinh lão bệnh tử là điều mà ai cũng phải trải qua. Hãy cứ sống như chưa từng được sống. Hãy cứ làm những việc mà mình mong muốn. Chết không đáng sợ, mà đáng sợ là chưa làm được gì, để rồi chết. Trong cuộc sống, ai cũng từng phải trải qua một nỗi sợ hãi nào đó. Thay vì chạy trốn, hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua nó. 7 nguyên nhân dẫn đến việc thất bại liên hoàn của các bạn trong cuộc sống. Luôn cúi mặt khi đang đi. Điều này tạo trong tiềm thức của bạn một thói quen, khiến bản thân bạn cảm giác tự ti và lúc nào bạn cũng có suy nghĩ rằng mình hèn kém hơn người khác. Dù với ai hay trong hoàn cảnh nào, bạn cũng hay cúi đầu xuống để tạo cảm giác an toàn. Thói quen này sẽ giết chết mọi hoài bão của bạn. Lúc nào cũng nghĩ mọi việc khó quá. Bạn nghĩ nó khó ư? Và nó sẽ khó thật. Tư tưởng của bạn bị giới hạn bởi cảm xúc tiêu cực trong bạn. Tại sao bạn lại tự chê trách chính mình khi bạn chưa hề thử? Vậy thì bạn đã thua cuộc trước khi bắt đầu rồi. Hay đi chơi với những người nhàn rỗi,
Những người nhàn rỗi thường có tư tưởng giống nhau là an phận, và bạn càng tiếp xúc nhiều với họ, bạn càng chơi lười như họ. Có thể cuộc sống như thế cũng có mặt tốt, nhưng đây cũng là lý do khiến bạn dễ thua cuộc khi gặp phải thử thách. Không chăm chút ngoại hình, điều này khiến bạn thiếu tự tin, và đơn giản là khi không chăm chút ngoại hình, bạn chẳng bao giờ đến được những nơi sang trọng. Có tiền cũng không dám xài, khi bạn làm ra 10 phần, bạn có quyền tiêu 9 phần và để dành 1 phần. Với những người biết lo xa và có hoài bão rộng, họ sẽ xài 5 và để dành 5. Còn bạn, chính vì trong tiềm thức luôn sợ rằng mình nghèo nên luôn để dành hết 9 phần và chỉ dám tiêu 1 phần. Nhưng chính điều đó lại khiến bạn mắc kẹt trong suy nghĩ, ôi, mình vẫn nghèo. Thường xuyên than thở khi phải làm việc. Những người thành công là những người luôn tìm được niềm vui trong mỗi công việc của mình, và họ cực kỳ hạnh phúc khi được làm việc. Chỉ với những việc nhỏ, bạn đã hay than thở, thì ở những việc lớn, sao bạn có thể hoàn thành? Nên nhớ, người thành công là người không than thở, họ sẽ ôm việc vào mình và cố gắng đến cùng. Không nhìn thẳng vào người đối diện khi đang nói chuyện. Tại sao? Vì ngoại hình bạn không đẹp hay bạn sợ đối phương nhìn mình với đôi mắt sắc lạnh. Dù bạn bào chữa bằng lý do gì đi nữa, thì việc này sẽ khiến bạn đánh mất rất nhiều cơ hội. Chỉ khi nhìn trực diện, bạn mới cư xử đúng mực để khiến người khác hài lòng. Còn làng tránh ánh nhìn, có nghĩa là bạn sẽ mãi là người theo sau mà thôi.